Ngày 15 tháng 11, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, tổng kết thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong theo các quyết định của Chính phủ giai đoạn năm 1999-2023, báo cáo kết quả hoạt động câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Thái Nguyên. Về phía huyện có đồng chí Phạm Quang Sáng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Định Hóa có 21 cơ sở hội với 286 hội viên. Theo báo cáo, thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến. Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện phối hợp với huyện đoàn lập hồ sơ, thẩm định xác nhận, tiến hành khảo sát, vận động hội viên tham gia vào tổ chức. Làm thủ tục 100% hội viên được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và hưu trí. Tham mưu đề xuất với các cơ quan chức năng lập hồ sơ xét công nhận 10 hội viên bị nhiễm chất độc da cam, 12 hội viên thương binh. Trong năm 2023, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Định Hóa đã phát động thi đua, thực hiện tất cả vì nghĩa tình đồng đội, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các hội viên, tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, công tác hội cho 40 cán bộ hội viên, vận động 100% hội viên tham gia phát triển kinh tế gia đình, tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ hội viên, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Thực hiện phong trào cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế, hội đã vận động cán bộ hội viên phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Phối hợp tổ chức trao tặng quà Tết, thăm hỏi, mừng thọ, khám chữa bệnh và sửa chữa nhà cho cán bộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với những kết quả đã đạt được, trong dịp này, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hội. Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong thực hiện chế độ chính sách thanh niên xung phong giai đoạn 1999-2023. Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào tất cả vì nghĩa tình đồng đội.